chào tất cả quý vị khách hàng yêu thương của Tóc Việt. Thật ra ngày hôm nay đối với cá nhân của Quang Bảo cũng như là đội ngũ Tóc Việt là một cái ngày rất là vui. Bởi vì cũng chính tại địa điểm này, 10 năm trước thì thương hiệu Tóc Việt đã hình thành. Và cho tới ngày hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ kỷ niệm nhau 10 năm. Và bản thân Quang Bảo cũng có cái ngày vui là bởi vì lần đầu tiên mà Bảo có cái cơ hội là được ngồi cùng lại với lại ba cô đồng rất là xinh đẹp ở đây. Xin chào chị Phụng, xin chào Mina, xin chào chị Hoàng. Em làm tóc đây lâu lắm rồi, 5 năm là ít. Nhưng mà tới tận bây giờ mới có cái cơ hội để mà ngồi lại với mọi người như thế này. Thì thôi, chúng ta sẵn tiện chúng ta chia sẻ lại một chút xíu về những cái câu chuyện trong suốt 10 năm vừa qua. Thì chắc là cho em hỏi các chị đi. Có thể nói rằng về một cái ngành dịch vụ mà tồn tại được 10 năm là một cái điều không hề dễ. Vậy thì theo các chị, cái điều gì mà đã giúp cho Tóc Việt có thể phát triển và thành công trong suốt 10 năm vừa qua? Điều quan trọng mà chị thấy đó là đội ngũ các cổ đông với nhau và kể cả nhân viên làm một cách gọi là nhiệt tình, hăng say và đồng lòng. Thì cái điều đó là cái điều dẫn đến thành công lâu dài. Và đến với khách hàng, làm dịch vụ cho khách hàng thì tất nhiên là cái chất lượng. Tóc Việt không quảng cáo nhiều, cũng chưa có, không có làm PR, cũng chưa có từng gì hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là một khách hàng, giới thiệu một khách hàng. Đó là đầu tiên thì chẳng hạn như cái chương trình của Tóc Việt thì khi mà mình làm hài lòng một khách hàng khi đến đây thì chắc chắn khách hàng sẽ giới thiệu. Cho nên là cái chương trình cũng vậy, chương trình khách hàng thay vì quảng cáo, dùng tiền để quảng cáo thì Tóc Việt dùng cái gọi là ưu đãi nhiều khách hàng khi mà khách hàng giới thiệu. Đó, yeah. thì cái đó là vừa lâu dài mà khách hàng lại hài lòng hơn. Cho nên chính vì điểm đó thì Tóc Việt ngày càng đông khách hơn thì cũng nhờ vào cái điểm là giới thiệu. Chất lượng sản phẩm thì Tóc Việt tự tin rằng là luôn sử dụng cái chất lượng ổn định đối với các sản phẩm chăm sóc tóc, từ sản phẩm chăm sóc cho tới sản phẩm dùng trong kỹ thuật. Chẳng hạn như đối với nhuộm thì khi mà mình nhuộm tóc cho khách á, đối với các sản phẩm mà mình sử dụng á, thì mình có thể pha trước mặt khách và sản phẩm sử dụng như thế nào là khách có thể nhìn thấy được là mình pha như thế nào trong cái chai. Đó là cái điều mà khách hàng luôn luôn yên tâm và khách hàng cũng đã chia sẻ là rất yên tâm khi mà mình sử dụng những sản phẩm ở đây. Nhưng mà em nghĩ là một trong những cái điều mà đem đến thành công lớn nhất cho Tóc Việt đó chính là cái chăm sóc khách hàng. Bản thân em đây, ở đây 5 năm rồi mà cảm thấy lúc nào vào đây cũng giống như là gia đình vậy. Khách hàng vào đây được chăm sóc rất là kỹ càng. Rồi em biết được rằng là tâm tiếp cũng đã làm ở đây, rồi Trương Nam Hạnh cũng đã làm ở đây, Xuân Mai cũng đã làm ở đây. Và rất là nhiều người và họ đi rồi họ cũng quay trở về bởi vì họ tin tưởng ở đây. Thậm chí là đôi khi chỉ là một kiểu tóc thôi, nhưng mà tại vì họ tin vào cái chất lượng ở đây và cái tay nghề của mọi người làm cho để cho họ có thể tự tin hơn trong công việc của mình. Thế thì nhưng mà rõ ràng là trong cái xã hội hiện tại, cái việc cạnh tranh là có. Vậy thì cái điều gì đã giúp cho Tóc Việt phát triển không ngừng? Bên cạnh Tóc Việt chăm sóc khách hàng chu đáo thì Tóc Việt lúc nào cũng lắng nghe ý kiến của khách hàng và trân trọng những cái góp ý của khách hàng. Kèm vào đó là đội ngũ của nhân viên Tóc Việt á, luôn tươi trẻ và lúc nào cũng truy cập những cái xu hướng mới để đem đến những cái mẫu tóc mới mẻ và những cái hình ảnh mới mẻ nhất cho khách hàng để làm hài lòng khách hàng nhất. Xu hướng năm nay thì Tóc Việt có giống như là có cử người đi học ở bên Hàn Quốc để truy cập những cái mẫu mới giống như là uốn gãy và nhộm những cái màu như là xám lông chuột hay là màu xám khói, những cái màu ghiêu tông sáng nhìn rất là bắt mắt và hấp dẫn. Trong xã hội hiện tại thì ai cũng muốn cho cô làm đẹp, mà không chỉ đẹp thôi mà còn phải cần có phong cách riêng nữa. Đúng rồi. Và thì chắc năm tới Tóc Việt dự đoán là sẽ có thịnh hành những cái mẫu như là cất tầng phá cách và những cái màu có thể là những cái màu xanh blue này nọ, những màu sáng, những cái màu sắc rất là quan trọng. Giống như lúc nãy Bảo nói đó, làm thế nào để khi mà mình làm một mẫu tóc uốn hoặc là nhuộm để giữ bền màu thì đó cũng là một cái bí quyết. Nhưng bí quyết đó là mình cần phải luôn luôn truy cập và nghiên cứu nó để mà có chăm sóc khách hàng những cái kiểu tóc phá cách, những màu tóc sáng nhưng vẫn không bị khô và suôn mượt. Đó là những cái bí quyết mà mình phải học, phải truy cập. Những cái màu tông lạnh thường là các bạn, tông lạnh có nghĩa là màu xám khói,
màu tím hoặc là màu xanh blue, nó đều nằm ở trong nhóm tông lạnh, thì những cái màu đó rất là dễ bay màu. Thì một khi mà mình làm những cái màu đó, cái trách nhiệm của một người thợ làm thế nào để cho ra cái màu tóc sáng, đẹp, vừa ý khách hàng nhưng mà không bị khô tóc, đó là trách nhiệm của người thợ. Nhưng sau khi về nhà chăm sóc cũng rất là quan trọng. Làm thế nào để hướng dẫn một người khách tự ở nhà có thể DIY được, chẳng hạn như là gội đầu thì phải dùng dầu gội giữ màu, và trong một tuần, hai tuần đầu nhuộm á, là không được đi bơi hoặc là không được đi biển. Tại vì những cái nước hồ bơi á, nó có chất clo, làm cho rất là dễ bay màu. Thì một khi á, mà màu tóc mà mình đã làm màu sáng là mình phải chăm sóc rất là kỹ. Đó, thì bên Tóc Việt, ngoài cái việc là mình làm thế nào để cho màu tóc đẹp mà không bị hư tổn tóc, thì hướng dẫn cho khách hàng rất là tỉ mỉ về cái khâu tự ở nhà chăm sóc. Vậy là em biết rồi, coi như là từ đây là em sẽ phải hạn chế đi bơi đúng không? Để vì lần đầu tiên em nhuộm tóc là lần đầu tiên tóc lên màu, cho nên là phải lắng nghe lời nhận xét của chuyên gia, lại góp ý của chuyên gia để mà giữ cho màu tóc được đẹp nhất. Dạ, nhưng em cũng muốn biết thêm đó là trong cái thời gian sắp tới thì Tóc Việt đang định hướng cái hướng đi của mình là ra sao ạ? Để đem cái dịch vụ của mình gần hơn với lại khách hàng. Thì theo chị là luôn luôn phải có một đội ngũ thật là hùng mạnh. Thì với Tóc Việt ngày xưa tới giờ, từ lúc bắt đầu khởi nghiệp, là cái hướng của chị á, sẽ nhận đào tạo những bạn mà từ không biết nghề cho đến lên thợ phụ và lên kỹ thuật và lên thợ chính. Thì một số tiệm khác gọi là thợ chính nhưng ở đây gọi là thợ tư vấn. Thợ tư vấn là ngoài cái việc biết cách là phải có kinh nghiệm tư vấn thật là sâu để xem khách hàng, nhu cầu khách hàng cần cái mẫu tóc gì và phù hợp với khuôn mặt. Thì đội ngũ nó rất là quan trọng. Thì cái hướng của chị là muốn là các bạn, ngoài cái việc các bạn có thể thành một người thợ giỏi từ một bạn không biết gì hết, không có liên quan tới nghề, và sau đó thành một người thợ chính. Em rất vui và hài lòng khi mà học ở đây. Thì cô thì dạy rất là dễ hiểu. Học ở Tóc Việt là luôn cập nhật những cái xu hướng mới, và sau đó có thể là gia nhập cổ đông. Điển hình như Mina và một số bạn khác. Thì muốn Tóc Việt ngày càng lớn mạnh hơn, có thể là năm tới sẽ có cái định hướng sẽ mở thêm chi nhánh. Có thể thấy rằng là sau những chia sẻ của các chị thì bản thân Bảo đây cũng nhận thấy một cái điều rằng là cái điều cốt lõi quan trọng nhất là dịch vụ, là chất lượng, nhưng lớn hơn cả đó chính là đào tạo con người, là thế nào để mà chúng ta luôn luôn có thể là giống như là một gia đình để đem đến những cái gì tốt nhất dành cho khách hàng. Đúng như những cái triết lý mà Tóc Việt luôn luôn theo đuổi trong suốt những năm vừa qua, đó chính là ý tưởng của các bạn chính là mong muốn của chúng tôi. Và chỉ cần các bạn đến đây, các bạn gặp chị Mina, gặp chị Hoàng hay là chị Angel Phụng, các bạn chắc chắn là sẽ có được những cái màu tóc ưng ý nhất với những cái chất lượng dịch vụ tốt nhất. Và bên cạnh đó là các bạn sẽ luôn cảm thấy là ấm áp giống như là mình đang ở trong chính ngôi nhà của mình vậy. Cho nên hy vọng ngày hôm nay sau cái cuộc trò chuyện này thì tất cả mọi người đã có thêm được hai cái địa chỉ đáng tin cậy của Tóc Việt, đó chính là ở số 150 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, và số 110 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh các bạn nha. Một lần nữa xin được cảm ơn các chị rất nhiều. 5 năm qua các chị đã cho Bảo có một cái nơi làm tóc rất là tin tưởng và giống gia đình của mình vậy. Chỉ biết là chúc các chị sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe để mà làm tốt công việc của mình và đem đến niềm vui cũng như là vẻ đẹp cho tất cả mọi người. Cảm ơn các chị. Bảo rất nhiều.